đạo phật là đạo trí tuệ hai cái biết kia không quan trọng mà cái biết của tuệ tri mới là quan trọng cái biết của tuệ tri tức là cái biết sâu qua lăng kính nhân quả và điều này cũng nói lên niềm tin chánh tính thí dụ ngày hôm nay mình tin nhân tin quả tin nghiệp tin quả của nghiệp mình mới đến đây mình tham dự cúng dường lễ dân y theo truyền thống phật giáo nam tông đây là một cái lễ vô cùng đặc biệt thù thắng về phước báo mình tin như vậy mình làm thì niềm tin này được gọi là niềm tin chánh tính cái biết mà xuyên qua lăng kính nhân quả nhân lành cho quả vui nhân ác cho quả khổ thì đức phật dạy cái biết này được gọi là niềm tin chánh tính và cái biết này là cái biết mà khi chúng ta làm được gọi là sự cúng dường của bậc trí tuệ cái sự cúng dường hôm nay của quý vị làm ở trong kinh gọi là saporisa nát là sự bố thí của bậc hiền trí của cái người có trí tuệ vì họ tin vào nhân nhân quả cái quả phước cúng dường dân y đặc biệt những y ná. vì đây là cái việc thí của bậc trí tuệ cho nên quả phước rất thù thắng cái người mà cúng dường với niềm tin đời sau sanh ra giàu có nhưng mà có cái thân hình à, xinh đẹp cái người mà bố thí cúng dường với cái sự cung kính đời sau sanh ra mình giàu có nhưng mà mình được nhiều người kính phục Ở trong nhà Trên dưới đều nghe lời Cái người mà cúng dường bố thí Dân y Katina Được gọi là cúng dường bố thí Hợp thời Hợp thời là sao? Hợp thời có nghĩa là Trong một năm chỉ có một tháng Trong một tháng Mỗi chùa chỉ có một ngày và trong một ngày nó chỉ có khoảng mấy giờ đồng hồ của chúng ta trong ngày hôm nay Cái sự cúng dường này được gọi là cúng dường hợp, hợp thời Sự cúng dường hợp thời được định nghĩa theo một cái ý nữa là Chúng ta cúng dường cho các vị tỳ khu mới đến Cho các vị tỳ khu sắp đi xa Cho các vị tỳ khu bệnh Những cái trường hợp này đều gọi là cúng dường hợp thời Mà cái người mà bố thí cúng dường hợp thời đó Đời sau sanh ra giàu có nhiều tiền của tài sản nhưng mà mình giàu suốt cuộc đời từ nhỏ đến già mình đầy đủ suốt cuộc đời từ nhỏ đến già có những người họ nhỏ thì đầy đủ nhưng mà về già thì thiếu thốn có người họ nhỏ thiếu thốn nhưng mà khi về già thì đầy đủ là vì trước đây người này cúng dường bố thí không hợp thời không đúng lúc cái sự cúng dường y được gọi có bậc hiền trí nữa là bởi vì người này cúng dường với cái tâm tiếp độ hay là giúp đỡ hay là ủng hộ với một cái thiện tâm không đòi hỏi với cái sự quan hỷ vì đây là đại lễ dân y ca thiên áo một năm chỉ có một lần chính vì vậy mà phật tử rất ủng hộ cho cái cuộc lễ này làm với một cái tâm là mình mong cho cuộc lễ được thành tựu mình không có một cái ý đòi hỏi ràng buộc ở trong cái sự cúng dường này mà trong nhà Phật dùng cái từ gọi là Cúng dường bố thí với cái tâm ủng hộ Quan hỷ hay là tế độ Vân vân Nghĩa là mình mong cho cái người mà, mà nhận của mình đó là Quan hỷ Không đòi hỏi một cái gì hết Thì cái người mà cúng dường với cái tâm quan hỷ như vậy đó Đầy đủ tam tư đó Tư tiền, tư hiện và tư hậu Tức là trước khi quý vị lên đây quý vị làm phước Quý vị cũng quan, quan hỷ Đang lễ diễn ra cũng quan hỷ Và sau khi trở về nó có trục trặc gì nữa mình cũng ráng giữ cái tâm quan quan hỷ thì cái người mà cúng dường với cái tâm quan hỷ như vậy đó thì đời sau sanh ra có tiền của tài sản vật chất mà họ hưởng được người mà cúng dường mà với cái tâm không quan hỷ đời sau sanh ra có tiền của tài sản vật chất mà không hưởng được không hưởng được là sao Tức là họ nhìn của cái tài sản vật chất ở một góc độ là làm chủ lấy họ. Còn cái người mà cúng dường với cái tâm tiếp độ, quan hỷ, ủng hộ, thì cái người này đời sau sẽ ra có cổ mà họ xài được, họ hưởng được. Thí dụ như có người thì họ có một số tiền, họ xây nhà, họ ở, họ mua xe thì họ chạy, hoặc là họ sử dụng trong cái đời sống của họ, nhưng mà có người có tiền họ không dám xài, họ gửi trong ngân hàng vậy đó. Họ buồn buồn cái họ cầm cái sổ ngân hàng ra họ nhìn họ vui rồi à, Năm nay mình gửi ngân hàng được 50 triệu hay 100 triệu Mà không dám xài Sợ nó mẻ Rồi cái buồn buồn cái thấy sao mà mình có của sao không vui Cái mở tủ lấy cái sổ ngân hàng tiết kiệm ra ngồi nhìn cái Con số nó lên Năm nay là, mình để dành thêm được 55 triệu ví dụ vậy Cái họ vui Họ vui là năm sau lên là 60 triệu Cái họ vui họ vui suốt với cái sổ đó thôi thì cái người đó được gọi là cúng dường bố thí mà không có cái tâm quan hỷ ủng hộ hay là tiếp độ đặc biệt trong cái lễ dân nghi ca ná này thì quý vị mới cúng dường với cái tâm như vậy được gọi là sắp là sự cúng dường của bậc hiền trí thì mới đúng với câu kinh đức phật dạy là nay vui đời sau vui làm phước hai đời vui đầu tiên vui thấy mình được làm phước sau đó quả phước trổ ra được vui hơn có nhiều người thì chỉ vui trong lúc làm phước nhưng mà quả phước trổ ra không vui hơn mà lại khổ hơn bằng chứng là có những người bây giờ họ khổ vì của cải họ khổ vì con cái họ khổ vì quyến thuộc có những người họ đông quyến thuộc lắm nhưng mà họ nói với sư rằng là sư ơi quyến thuộc đông khổ lắm nhưng thật chất là trong, trong kinh đó, những người mà đông quyến thuộc bạn bè là phước á rồi sư ơi bây giờ có tiền nhiều cũng khổ lắm khổ con cái là sợ sao biết không chết sớm không kịp xài lo rồi thì cái người mà làm phước với cái tâm mà không tiếp độ, không ủng hộ, không quan hỷ thì như vậy đời sau sinh ra cũng giàu có như mọi người vậy đó nhưng có một điều là mình trở thành cái nô lệ cho cái tài sản đó của cải vật chất đó. nó sẽ mang đến niềm vui cho mình và nó là phương tiện để mình sử dụng đằng này cái người mà làm phước không có sự quan hỷ thì ngược lại mình trở thành là kẻ nô lệ cho nó vật chất cái điều này là quý vị xem xét lại coi mình có của mình dám xài hay không Nếu như mình không dám xài là đời trước mình cũng làm phước Nhưng mà có một điều là mình không quan hỷ Ví dụ hôm nay mà đến đây mà lỡ thiếu ăn, không có cơm Hoặc là ban tổ chức làm lễ nó không có được chu đáo Mà mình là người phát tâm cúng dường, hùng phước, cổ phần, thí chủ tập thể Cái về cái buồn Buồn như vậy đời sau sinh ra cũng có phước vậy Nhưng mà có một điều là không có vui để hưởng được cái của đó hoặc là về tiếc núi tiết núi tức là mình tiết của ngày xưa trong kinh pháp cú có câu chuyện có ông trưởng giả này ông tên là trưởng giả giá tại sao ông có tên là mitchellida giá có nghĩa của nó là keo kiệt ông này ông keo kiệt quá đi cho nên người ta gọi ông là trưởng giả keo kiệt luôn giống như giờ có mấy ông tỷ phú đại gia mà ông keo kiệt quá người ta cũng kêu là đại gia mà keo kiệt không dám xài thì ông trưởng giả này ông chết để lại của cải nhiều lắm Mà nguyên nhân ông chết đơn giản là gì Ông thèm ăn mà ông chết Mà ông trưởng giả giàu có Chuyện xa đây thế này Là có một ông trưởng giả bạn Nhân cái dịp lên kinh đô để chầu vua Thì ông trưởng giả bạn này Sẽ ghé nhà ông trưởng giả keo kiệt này Thăm rồi rủ ông đi luôn Biết cái ông trưởng giả bạn của mình là keo kiệt không dám đãi ăn cái gì cho nên ông trưởng giả này ông mới chuẩn bị đồ ăn ông mang theo ông ăn bởi ông này ông trưởng giả ông giàu có mà ông cần ăn nhờ của cái ông trưởng giả kia biết lắm ông kia bạn với nhau chơi lâu năm biết ông này ông kêu kiệt luôn. thì khi đến nhà ông trưởng giả kêu kiệt ông trưởng giả này ông bài đồ ăn ra ông ăn ông mời luôn cái ông trưởng giả chủ nhà ăn ông trưởng giả chủ nhà không dám ăn với lý do đơn giản là gì ăn của người ta mai mốt mời lại tốn hào dứt khoát không ăn mặc dù là muốn ăn nhưng mà vì lý do sợ là mấy mốt phải mời lại chứ bạn bè mà đối đãi hôm nay người ta mời mình ngày sau mình mời lại chính vì cái lý do sợ mời lại tốn tiền cho nên dứt khoát ông không ăn thì sau bữa ăn đó rồi hai ông lên uh, kinh đô chầu vua xong trở về cái ông trưởng giả keo kiệt đó ông mới lâm bệnh bà vợ bà mời hết đại phu này đến đại phu kia khám không ra bệnh cuối cùng ông mới kéo bà lại ông nói nhỏ bà ơi tôi không có bệnh gì hết á tôi thèm ăn cái bánh mặt ông mà mặt ông mà hôm kỳ ông trưởng giả bạn của mình đến nhà đó ông ăn đó. mà tôi thèm đến mức độ mà tôi lâm bệnh luôn thì cái bà này bà mới nói với cái tài sản của ông mà làm cái bánh này cho cả dân trong thành này ăn cũng được đó mà ông giàu lắm thì ông trưởng giả này ông nói sao mà tấm lòng của bà bồ tát quá vậy của đâu mà cho cả thành ăn thì bà vợ bà nói thôi tôi làm cái bánh này cho những người lân cận nhà mình ăn thôi ông mới nói Lân cận là người dân, đâu có mất mớ gì mình đâu mà làm cho họ ăn. Cuối cùng bà mới nói thôi làm cái bánh này trong gia đình mình ăn thôi. Ông cũng không đồng ý. Bà nói, chị ông nói bà nói thôi tôi làm cái bánh này tôi với ông ăn. Ông mới trả lời sao biết không? Ông nói có chi bà trong đó. <laughs> Cuối cùng bà vợ bà chuẩn bị nguyên liệu làm bánh cho ông, ông vào rừng ông nướng ăn mình. Sau đó ông lâm bình ông chết để lại của cải rất là nhiều. Chứ tiền khu mới thắc mắc tại sao một người giàu như vậy mà lại keo kiệt Là Đức Phật mới kể là tiền kiếp của ông trưởng giả này Ngày xưa ổng là một cái người thiện nam có một gia đình Mà cái bản chất keo kiệt đã có từ lúc đó rồi Ít cho ai cái gì lắm Một hôm nọ có Đức Phật độc giác đi khắc thật ngang Buổi sáng đó Không biết trời xuôi đất khiến làm sao Ông mới bước vô ông kêu Bà ra bà coi cái gì đó cúng dường đặt bát cho Đức Phật độc giác thế là bà vợ bác nói sống với ông mấy chục năm nay chưa từng nghe ông cho một cái gì cho ai một cái gì hôm nay ông mở lòng như vậy Bà mừng bà mới ra thỉnh phát bác có đức phật vô và đặt bác cúng giường và trong đó toàn những thức ăn ngon không à ông đi vô rồi thôi đi ở trong nhà đi ông đi ra và cái tánh tò mò không biết vợ mình cúng cái gì mới lại vợ cái nắp bác có đức phật độc giác lên thấy toàn là đồ ăn ngon không ông mới khởi lên cái tâm là phải chi mấy cái đồ ăn này để cho những người trong nhà mình ăn họ còn làm việc còn cái ông sa môn này ông ăn rộng đi đâu mất tiêu uổng tiếc có nhiều đó thôi á mà kiếp nào sanh ra cũng giàu có cũng chúng ngay đức phật giàu có dữ lắm mà con một điều một cái là không dám xài tiếc không dám xài bây giờ mà thấy ai mà nhà cũng hai ba tầng đất cũng hai ba miếng tiền gửi ngân hàng dài cuốn sổ mà xài không dám xài chắc cũng đâu đó đó kiếp trước đi dân y dân y xong rồi về cái tiếc thưa quý vị cái người mà cúng dường với cái tâm tiếp độ như vậy đời sau sinh ra có của xài được của và cái điều thứ năm cúng dường của bậc hiền trí là gì là cúng dường không hại mình không hại người cái điều này quý vị cần lưu ý trong kinh Đức Phật dạy có bốn cách chi dụng tài sản khi có tài sản thứ nhất là phải lo trả nợ cũ là phụng dưỡng cha mẹ nuôi nợ mới là lo cho con cái đổ hố sau là lo cho bản thân mình và sau đó thứ tư mới chôn của để dành là làm phước phật tử mình do quá ham làm phước nhiều khi quên lo cha mẹ quên trả nợ cũ lo, quá ham làm phước quên lo cho con cái tức là tạo nợ mới quá ham làm phước quên lo cho bản thân mình có những người nhịn ăn nhịn mặt để đi làm phước cúng giường đi là gọi là chung cổ để dành làm như vậy là một là hại mình hai là hại người đời sau sanh ra cái quả phước của cái người mà làm phước mà làm khổ mình khổ người đó của cải sẽ bị tiêu hoại bởi bốn lý do: một là bị nước cuốn trôi, lũ lụt cuốn trôi; hai là bị quả quạng thiêu; ba là bị trộm cướp lấy mất; bốn là bị du quan tịch thu. Cho nên mình làm phước á, nhất phát không làm khổ mình và không làm khổ người. Bên Phật giáo Nam Tông rất rõ, không thể nào mà mình nhịn ăn bụng mình đói mà lo cho người khác no thì cái điều này Đức Phật khuyên không không được. Nói cái nghĩa thì rất là hy sinh Rất là tâm Bồ Tát Nhưng mà sự bố thí này Nó theo định lực nhân quả Nhân quả rõ ràng lắm quý vị Khi bạn đâm đầu vào tường á Thì cái độ cao của khối u Nó tỷ lệ thuận với độ ngu khối ốc Nhân quả là một định lý bất di bất dịch Chứ không phải là mình cứ tính theo cái dạng là nhân quả là tôi hy sinh à, Tôi nhịn đói, có thể tôi mất mạng để mà tôi bố thí cho người khác như vậy không phải trong cái đó mình cũng là một chúng sinh mình làm như vậy là khổ mình ngoại trừ là chúng ta phát tâm bồ đề của một vị bồ tát chúng tôi không nói tâm ngài lúc nào cũng quan hệ còn mình khổ một cái là lúc mình vui mình làm vậy nhưng mà khi mình giận lên cái mình bực bội nó ngu quá à. hy sinh cho cố vô nhịn ăn nhịn mặt đi bố thí từ thiện làm phước chỗ này chỗ kia giờ không được cái gì hết cái giận khỏi là cái tâm vậy phải chi quý vị mà hoàn toàn tâm là bồ tát đó. Cho nên người ta khuyên rằng là dỗ à, cha xem nhẹ nuôi mẹ thì không mà cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện thì cái này không được. Không đúng. Đó, đó là năm cái sự à, cúng dường bố thí của bậc hiền trí nó có cái quả báo của nó. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái ngân hàng phước thiện. Giới thiệu đến quý vị một cái ngân hàng mà chắc ăn hơn tất cả các ngân hàng trên thế giới. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều ngân hàng trong đó có ngân hàng nước ngoài là thị sĩ Trong nước là rất nhiều ngân hàng Nhưng mà tất cả ngân hàng đó Theo chúng tôi thì nó không chắc ăn bằng cái ngân hàng phước thiện này Qua bao năm tháng cuộc đời Bây giờ mới biết tiền lời ở đâu An toàn không phải đêm thâu Không phải là mình ngồi mình thức mình canh mình giữ rồi an toàn đâu Năm canh trần trọc lo âu tuổi già Kiểu riết này mau già lắm Giàu có mà cái tối ngày sợ trộm mới vô lấy là mau già lắm chắc chiêu dành dụm nhưng mà chết không mang được thật là uổng công việc làm phước thiện mênh mông bỏ tiền vào đó không trong mà lời dư ăn con cháu đời đời không khi nào đói tuyệt vời làm sao thật là kỳ diệu biết bao tiền cho không mất lời cao mỗi ngày kiếp sau mà cũng kiếp này tức là đời này và đời sau an lành hạnh phúc vui vầy ngàn năm Đúng như câu Đức Phật dạy Nay vui đời sau vui Làm thiện thì hai đời vui Vui thế mình được làm thiện Quả thiện trổ ra mình được vui hơn Cái câu mà chắc chiêu dành dụm Nhưng mà chết không mang được Thật là uống công Bởi vì chúng ta thấy có ai Chết rồi tiền của chẳng mang theo Không ai mang theo được Đừng sợ cho đi hết của nghèo Cho được càng nhiều thêm phước lớn Nhân nào quả nấy Nó dẫn theo Làm phước vốn lời thêm gấp bội những người làm phước chẳng khi nghèo Bao ngàn muôn kẻ gương trước mắt Phước đức càng nhiều Quả chẳng đeo Cái người mà làm phước nó có hai cái lợi ích Lợi ích thứ nhất á, Nếu như quý vị mà có chánh niệm tỉnh thức Thấy rõ liền Thứ nhất là gì? Là ngăn ngừa được điều ác trong tâm Điều ác ở đây là tâm bất thiện Mà trong đó cái tâm tham là quan trọng Tại bố thí bằng cái tâm ly tham Cho ra mà Thường thì cái thói quen của mình là nhận vào Hôm nay mình đến chùa mình có cái dịp để mình cho ra, thì gọi là ngăn ngừa được cái điều ác trong trong tâm. Ai tu tâm từ bi á, thì ngăn được tâm sân. Ai mà thực hành pháp bố thí cúng dường thì ngăn được cái tâm bón bón sẻn. Khác nhau ở một cái nhìn đời hư hay thật tâm mình sáng soi. Tùy mình chọn con đường mà đi. Đi về phía ánh sáng á, thì bóng tối tự tiêu tan. Đi về phía bình an á, thì khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất á, thì lòng liền bị hẹp đi. Đi về phía từ bi Tâm tự nhiên rộng lớn Đi về phía thiệt hơn Đời gặp gần lên xuống Đi về phía ham muốn Phiền não khắc tự sinh Đi về phía an bình Thì muộn phiền tự nhỏ lại Đi về phía tự tại Thì chướng ngại tự qua nhanh Đi về phía thiện lành Thì tham sân si vô hiệu Đi về phía thấu hiểu Lòng tự khắc bao dung Chứ không có bung dao Như vậy thì tùy mình chọn con đường để mình đi Thì kính thưa quý vị Thời gian không còn nhiều Hôm nay chúng tôi chỉ nhấn mạnh là Cái ngân hàng phước thiện Là trên phương diện nhân quả nghiệp báo Nếu như quý vị thấy được điều này Là chúng ta có niềm tin mà bằng chánh Chánh tính cũng như chúng ta sống đời sống có trí Trí tuệ Trí tuệ ở đâu thì an vui ở đó cho nên chúng tôi hay nói một câu là biết đạo không buồn chuyển thế gian Thế gian này cái người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người mạnh, người yếu là tùy theo nghiệp quả của mỗi người. Có cái cô này có nói rằng là con nghèo con không có buồn, con không có khổ. Mà con buồn và con khổ là vì cái nhà cái bên con họ giàu, con tức. Có nhiều đó à. Con không có buồn vì con xấu, mà con buồn vì cái nhỏ bạn con nó đẹp. Cái người bạn mình đẹp hơn mình, cái mình cũng thấy khó chịu. Như vậy thì mình tin vào nhân quả thì không có buồn chuyện thế gian Bởi có nhân có quả rồi Làm lành thì có quả lành, làm ác thì có quả khổ Kiếp trước có tu mới được giàu Kiếp này sung sướng lại quên sao Sống lo bòn chải tham nhiều quá Chết có mang theo được chút nào Kiếp trước không tu mới bị nghèo Kiếp này khổ não Nó đeo theo Người sao răng rắc còn dư giả Ngó lại phận mình túi vắng teo Nhân quả Có người thì họ xài Vậy đó mà họ dư giả Còn mình thì ngó lại cái túi mình không có tiền Cho nên Đây là cái định luật nhân Nhân quả mình tin sâu như vậy Đó là cái niềm tin có trí Trí tuệ Cái người mà làm phước cái điều thứ nhất là ngăn ngừa được điều ác trong tâm bởi vì khi mình tâm thiện thì tâm bất thiện nó không có mặt khởi lên tâm thiện thì tâm bất thiện nó không có mặt cái điều thứ hai là gì là ngăn chặn được những ác nghiệp mình mà có phước rồi ác nghiệp nó đeo theo không được tại phước nó lo nó trổ ra cho mình thì ác nghiệp nó tạm nó dừng lại ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây kính thưa quý vị để cho các gia đình thí chủ được thêm phần phước báo cho nên hôm nay chúng tôi xin được thiết bài pháp có tựa đề là ngân hàng phước thiện quý vị hãy tranh thủ gửi vào đây gửi tiền vào đó mà không trong mà lời và bài giảng đây xin được kết thúc trước khi dứt lời chúng tôi xin thành tâm nguyện cầu an tâm bảo quen lực chư thiên luôn thì từ gia hộ đến cho chư phật tử à, hưởng được phước báo dân y ná cùng thân bằng quyến thuộc đồng điều nhau cả thảy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật xa thú lần thay con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần giữ chân đức phật là đấng chi tôn chi thân mọi loại mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cuối xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con Ichi tang ba thi tang tu ma hang ba mê wa sa me chan tu pha wan tu sa mang ga lang ra khan tu sa ba de wa ta sa ba bu ta hanu pha we na sa ba tham ma hanu pha we na sa ba sang ga cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp Do nhờ quê đức của chư Tăng các sự an lạc thường thường đến người cầu sinh cho quả của tâm tính thành tam báo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn. Sa thú sa thú lành thay ngưỡng cầu cao đất chư thiên trong vòng tịnh xa ngữ yên hằng ngày Ngư nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thất nơi cây bồ đề Chúng con xin hỏi họ về Sẽ dùng pháp thi tiên bề cùng dân Rồi xin hộ độ chư tăng Cơ tự ẩn phước hằng hạ xa thì khu chẳng luận trẻ già Cao hạ trung hạ hoặc là mời tu thiện nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cứ cho quân được phần an khương chúng sanh bông loại thông thường Noãn thầy thập quá khi nương pháp lành Dạy thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khỏi chuyện quanh đo đài cầu cho hưng thành lâu dài pháp thiện trí thức các ngài mở mang bậc tu xin được bình an cầu cho tặng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo trì cho người tu đã quy y phật rồi xin cho cả thầy chúng con từng qua trọng pháp phật nói giáo truyền do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là môi duyên lành để dứt khỏi những điều nhiễm Ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai Chúng con xin thành tâm, đảnh lễ và tri ân Ngài Thượng Tòa Giảng Sư đã hoan hỷ Ban bố cho, cho chúng con thờ Pháp Thội Làm nền tảng cho chúng con trên bước đường tu học Được thêm phần tăng tiến Nguyện cầu ai lực tam bảo chư thiên gia hộ cho thượng tòa giảng sư được pháp thể khinh an, phước thọ viên minh, đạo hạnh viên tròn. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng con kính tri ân ngài thượng tòa giảng sư Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. sa Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau phần pháp thoại tiếp theo chương trình đại lễ dân y ca thi ná tại chùa tam phước sáng hôm nay là phần nghi thức nhiễu phật ba vòng vào giờ này kính mời toàn thể chư thiện nam tín nữ phật tử hoan hỷ nhận lệ lễ phẩm để chuẩn bị cùng với phái đoàn cử hành nghi thức nhiễu phật ba vòng